Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fit Gear Shop. Trước mặt các bạn đây là sản phẩm iFi Zen Air Duct vừa mới về hàng tại shop được mấy ngày. Đây là một chiếc duct phân khúc giá rẻ và chất lượng cực kỳ tốt theo thông tin của hãng. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem những thông tin của hãng đưa ra có chính xác không nhé. Bắt đầu nào. Giờ mình sẽ nói chút về thiết kế bên ngoài. Hình dạng thiết kế giống với các mẫu duct arm đời trước của iFi. Thay cho vỏ nhôm được sử dụng trong các dòng Zen series, thì các thiết bị Zen Air có vỏ bằng polymer tổng hợp với lớp hoàn thiện và có kết cấu. Zen Air duct có trọng lượng cực kỳ nhẹ, chỉ 0.31 kg. Mặt trước của Zen Air duct gồm một đèn báo tín hiệu, nút Power Mark dùng để điều chỉnh mức khuếch đại của Zen Air duct để nó hoạt động ở mức phù hợp với cái chiếc tai nghe của bạn. Nút vặn volume xoay tròn giúp tăng giảm âm lượng. Ngõ ra tai nghe 6.3. Nút điều chỉnh X-Bass cho phép bạn điều chỉnh âm trầm cho phù hợp với tai nghe và sở thích cá nhân của mình. Mặt sau của Zen Air duct thì có đầu tiên là logo iFi, cổng RCA ra loa hoặc là âm ly, logo MQA, logo Hi-Res, cổng Digital Input và cổng USB dành cho duct. Ngõ nguồn DC 5V. Và cuối cùng là tên của sản phẩm. Tiếp theo là về cấu hình và một số tính năng nổi bật của Zen Air duct. Thì Zen Air duct sử dụng chip mode 16 nhân xử lý tín hiệu âm thanh qua đầu kỹ thuật số USB, hỗ trợ định dạng các tệp khác nhau PCM 32bit trên 384 kHz, USB 256 và MQA. Sử dụng điều khiển âm lượng kỹ thuật số analog giúp duy trì chất lượng của bài nhạc khi tăng giảm âm lượng. Về tính năng thì có tính năng X-Bass và Power Mat. Như mình đã nói ở trên thì X-Bass là tăng bass, còn Power Mat là giúp khuếch đại âm thanh. Mình đã trải nghiệm chiếc duct này với chiếc tai nghe Beyerdynamic Dynamic DT900 Pro X mấy hôm nay. Theo mình thấy thì Zen Air duct thể hiện âm thanh sáng, chi tiết, đặc biệt phù hợp với các tai nghe có âm thanh trung tính. Âm trầm bass ấm áp giúp nó có lực hơn và được kiểm soát tốt, không bị lấn. Âm trung thể hiện ở một âm sắc nhẹ nhàng, nó tạo ra cảm giác thoải mái, tách biệt nhạc cụ và âm trường tốt. Mình đánh giá là tốt nhất trong tầm giá này. Chép được kiểm soát và thể hiện âm thanh mượt nhưng không quá gắt, rất giống với chất âm của iFi Zen Duct V2. Thì đó là những cảm nhận riêng của mình. Các bạn hãy tới ngay Fit Gear Shop 424 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 để trải nghiệm trực tiếp và đưa ra cảm nhận riêng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và nếu thấy hay thì hãy để lại cho Fit Gear Shop một like cũng như là subscribe kênh để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.